mời quý vị nghe hồi ký phát súng ân huệ tác giả thất soạn sau khi tốt nghiệp tôi đến đơn vị mới là bệnh viện một dạ chiến ở quảng ngãi trước ngõ vào bệnh viện có cuộn dây thép gai kéo ngang và người lính đứng gác tôi tần ngần nhìn con đường đất lầy lội giữa hai hàng lờ vải trên khu ruộng mía sự khác biệt xa với giữa những bệnh viện khang trang của trường y khoa Sài Gòn với những lều trại thô sơ này bỗng làm tôi chới với. Tôi đến trình diện với y sĩ trưởng, đại úy Vũ Bang và gặp những sĩ quan quân y khác. Bộ quân phục kaki còn nguyên nếp gấp của tôi hình như lạc lỏng trong đám quần áo tác chiến bạc màu của các quân nhân trong đơn vị. Rồi tôi cũng quen dần với đời sống của một quân y sĩ trong vùng chiến trận sôi sục này doanh trại đổi thay mau chóng, lều vải được thay bằng nhà gỗ mái lập tôn. Phòng giải phẫu có máy điều hòa không khí. Hàng dương liễu hai bên đường vào bệnh viện đã lên cao ngang đầu người. Sáng hôm nay trong buổi họp tham mưu tại Bộ Chỉ huy Sư đoàn 2, tôi được biết một tiểu đoàn thủy quân lục chiến vừa đến và đóng quân bên quận Sơn Tịnh. Người y sĩ trưởng của tiểu đoàn là Lê Hữu Sanh, bạn tôi ở trường thuốc sau buổi học tôi đi thăm bạn ngay qua khỏi cầu trà khúc chừng nửa cây số về phía bắc tôi lái xe vào con đường lên núi thiên ấn không khí tươi mát của những vườn cây làm tôi nhớ lại những ngày thơ ấu sống ở quê nhà cuối con đường đất rợp bóng tre xanh tôi nhìn thấy bóng dáng mấy người lính trên đồi bên kia cánh đồng lúa lúc xe đến chân đồi tôi gặp người lính gác ngỏ ý muốn thăm xanh và được dẫn đến căn lều của bộ chỉ huy Nhìn thấy tôi, xanh chạy ra tay bắt mặt mừng. Chúng tôi đi lên đồi, đường dốc thoai thoải. Cả sườn đồi là một thảm cỏ xanh, gió núi thổi qua còn mát lạnh hơi sương. Bầu trời xanh lơ cao vút. Dưới xa kia, dòng sông Trà khúc như một dải lụa xanh mềm mại trên bãi cát trắng phau. Tôi nhìn xanh đứng trên đồi, giữa thiên nhiên bao la. Khổ người cao lớn, da sạm nắng, mái tóc hớt cao sanh có vẻ chững chạc uy nghiêm trong bộ quân phục thủy quân lục chiến tôi nghĩ thầm người sinh viên trường thuốc hiền lành ngày xưa đã thay đổi nhiều sanh kể cho tôi nghe chuyện bạn bè ở trường chuyện những kiều nữ của thủ đô giọng sanh chợt có vẻ ưu tư bọn mình lặn lội khắp nơi sống chết lúc nào không biết về sài gòn tôi cảm thấy vô cùng chán nản khi nhìn thấy sinh viên xuống đường biểu tình ngày đêm tôi trở lại thăm sanh vào ngày cuối tuần trời vừa xế bóng ánh nắng chói chang trên đồi cao tôi đến trước căn lều nhỏ khuất trong lùm cây thấy sanh ung dung đọc sách trên chiếc cán vải ngực để trần mồ hôi chảy thành dòng hơi nóng trong lều bốc lên hừng hực sanh rủ tôi đi tắm sông chúng tôi theo lối mòn đi xuống bến bây giờ là mùa nước cạn dòng sông chảy gần bờ phía bắc những bánh xe đạp nước quay đều đổ nước lên đồng mía sanh và tôi nhào xuống dòng nước mát lạnh ngọt ngào quên hết những lo lắng trong hiện tại những ưu tư với thời cuộc sanh thách tôi bơi thi đến chỗ vầy cầu gãy đổ giữa dòng khi bám vào được những cây sắt cong queo hang rỉ nhô ra trên mặt nước hai chúng tôi đều thở dốc và cười vang chúng tôi leo lên ngồi vắt vẻo trên cây đà gần mặt nước buông thõng chân trong dòng nước trong veo giờ tôi mới nhìn thấy chiếc quần tắm bó sát người thật đẹp của Sanh. Anh chỉ cho tôi xem chữ S hoa theo bên gốc, nét chỉ sắc sảo nổi bật trên nền vải màu nâu non. Bằng một giọng ngọt ngào xanh nói. Của mờ hát theo cho tôi đó. Sanh đưa mắt nhìn theo cánh chim trời bay về phương Nam rồi quay lại nói với tôi. Sau cuộc hành quân này, chúng tôi sẽ làm lễ cưới. Anh cố gắng thu xếp về chung vui với chúng tôi nhé. Mh là sinh viên văn khoa. Mấy năm về trước nàng bị lao phổi và nằm điều trị tại bệnh viện Hồng Bàng. Nhóm sinh viên trường thuốc thực tập ở đó kháo với nhau là đôi mắt của người bị bệnh lao đẹp long lanh khác thường. Tôi không tin nhận xét đó, nhưng quả thật Mh có đôi mắt đẹp trong sáng và hàng mi dài tha thiết. Một chiếc lá trôi đến chỗ chúng tôi. Sanh và tôi cùng khu chân nhẹ nhẹ cho đợt sóng nhỏ đưa đẩy chiếc lá khô bập bền trôi ra xa. Xanh cất giọng ngân nga gần như hát, tuổi xanh như lá thu rụng cuối mùa, mộng về đêm đêm khác vần tráng ngây thơ. Về phía tây, mây trắng bay lang thang bồng bềnh. Gió trên sông đã chớm lạnh, chúng tôi lội vào bờ. Trên đường về, tôi thấy những người lính thủy quân lục chiến nấu bữa cơm chiều dưới tàn cây. Mùi khói tản mát trong sương chiều tôi nói với sanh nửa đùa nửa thật này sanh tôi có cảm tưởng như anh đang đi cắm trại trong sinh hoạt hướng đạo tôi ở tỉnh nhỏ này nhiều lúc buồn chán ao ước đi đây đi đó như anh và thỉnh thoảng được về sài gòn sanh cười nhẹ rồi trả lời hành quân không giống như đi cắm trại đâu địch pháo kích và tấn công bất ngờ lắm khi đến chỗ căng lều sanh nghiêm trang nói tiếp anh thấy đó lều của tôi căng bên bờ hố cá nhân. Đêm nằm ngủ, nghe tiếng đề pa là lăn ngay xuống hố. Tôi bắt tay xanh rồi lũng thững ra về. Xuống đến chân đồi, tôi dừng chân quay người nhìn lại. Ngọn đồi chìm trong hoàng hôn cô tịch, không một ánh lửa, không một bóng người. Tôi miên man nghĩ đến những đêm dài trong rừng núi, những hiểm nguy bất ngờ của người lính chiến, của sanh. Sáng nay, tôi đến bệnh viện sớm những chiếc lá khô rơi là đà trong cơn gió thổi qua hành lang dài vắng vẻ hầu hết thương binh đã được chở đi tổng y viện duy tân tại đà nẵng để có giường trống cho thương binh của cuộc hành quân tiếng đại bác nổ dồn dập từ phía tây nam tôi nghĩ đến cuộc hành quân nghĩ đến sanh đang lặn lội giữa bom đạn mịt mù xe cứu thương bắt đầu chở thương binh đến bệnh viện phòng lựa thương trở nên bận rộn dưới mái tôn, hơi nóng hâm hấp phản phất mùi bùn đất và mùi máu tanh. Từ khi mặt trận ở phía nam quân đoàn một trở nên sôi động, bệnh viện một giả chiến thâu nhận nhiều thương binh và toán lựa thương làm việc rất mau chóng và hiệu quả. Đến phiên tôi vào mổ. Người lính bị thương vì mảnh lựu đạn, gan, bao tử và ruột non bị lũng nhiều lỗ nhỏ. Cuộc giải phẫu kéo dài nhiều giờ. Tôi xem vết khâu lần nữa và yên lòng khi thấy màu hồng nhạt đều hòa trên khoanh ruột non. các mối chỉ cuối cùng, vừa ngẩng đầu lên tôi đã nghe giọng nói điềm đạm của người chuyên viên đánh thuốc mê nói với tôi, áp huyết 10 trên 7, nhịp tim 90. Khẽ gật đầu tỏ dấu cảm ơn, tôi tháo bỏ đôi bao tay và chiếc áo mổ rộng thùng thình, quể oải bước ra khỏi phòng. Bên ngoài trời đã tối, tôi đi dọc hành lang về phía phòng lựa thương, nơi có ánh đèn nê ông sáng chan hòa. Phòng lửa thương đã vắng người, y tá đang thu nhặt những mảnh vải rách nát, băng cá nhân đậm máu rơi rớt trên nền nhà. Nằm ba người lính thủy quân lục chiến ngồi trên băng ghế chờ xe về hậu cứ, bộ quân phục tác chiến nhau nát còn lắm bụi đường. Sau mấy giờ đứng giải phẫu, hai chân mỏi như, tôi ngồi xuống bậc thềm trước phòng lửa thương nhìn ra đêm tối, ánh hỏa châu sáng cả vùng trời phía tây nam. Thượng sĩ Mỹ, y tá trưởng khối chuyên môn đem đến cho tôi nước đá lạnh. Anh ta nói vắng tắt cho tôi nghe công việc tiếp nhận thương binh trong buổi chiều. Nghĩ đến sanh, tôi hỏi. Ông có nghe nói tình hình cuộc hành quân như thế nào không? Thưa bác sĩ hình như là đụng trận lớn, thượng sĩ Mỹ trả lời. Một người trong nhóm lính thủy quân lục chiến nói chen vào. Thưa ông thầy, tụi tôi vừa vào đến đầu làng là đụng nặng. Tiểu đoàn trưởng, sĩ quan cố vấn Mỹ đều tử thương. Tôi vội hỏi, bác sĩ Sanh có sao không anh? Bác sĩ Sanh bị thương ở đùi, tôi kéo ông ta vào nằm dưới bụi cây. Rồi anh ta nói tiếp. Đến chiều thì bộ chỉ huy tiểu đoàn bị tràn ngập. Địch nhào lên, gặp người bị thương là bắn chết tôi nằm trong bụi rậm cách chỗ bác sĩ xanh chừng mươi thước nghe rõ ràng. Mày là bác sĩ à, tao cho mày phát súng ân huệ. Người lính thủy quân lục chiến ngừng nói, cúi đầu, cài điếu thuốc lên môi. Khuôn mặt sạm nắng đường buồn. Mọi người lặng im. Tiếng dế rút ngoài bụi có nghe rõ mồm một. Thường sĩ Mỹ chợt lên tiếng. Sư đoàn báo cho biết sẽ còn chuyến trực thăng chở thi hài đến bệnh viện. Tôi ngồi trên thềm nhà rất lâu với nỗi thê lương ngắm vào tâm hồn. Người tôi đã rời mệt mỏi. Khi nghe tiếng trực thăng đáp xuống phía sau bệnh viện, tôi theo người sĩ quan thủy quân lục chiến đi nhận xác. Tiểu đội chung sự khiêng những côn chô chứa thi hài sắp thành hàng trước thềm nhà xác. Tôi đến từng chiếc côn chô để tìm sanh khi chiếc phôn chô cuối cùng được mở ra, có người bảo là trực thăng bốc nhằm sát một quân nhân Mỹ. Tôi bước đến gần hơn, nhìn thi hài cao lớn, với gương mặt méo mó, rồi nhìn mẫu băng cá nhân cột ngang qua đùi bên phải, tự hỏi có phải là xanh không, tôi dùng kéo cắt dọc ống quần. Từ đầu gối rọc thẳng lên gần bụng và nhìn thấy ngay màu vải nâu non của chiếc quần tắm với chữ S theo tôi nói với người sĩ quan đó là thi hài của sanh và tỏ ý muốn khâu lại vết thương cho người bạn học căn phòng im lặng chỉ có tiếng máy điều hòa không khí thi thể sanh được đặt trên bàn tấm khăn trắng phủ đến ngang vai tôi đứng trước bàn mổ lòng tê tái ngần ngại chưa muốn kinh động đến thi hài người bạn học trong giây phút tôi nhìn vào gương mặt méo mó của sanh nhìn vết thương tròn nhỏ trước trán lấm tấm vết nám đen của thuốc súng. Xương mặt và xương sọ bể nát, mảng da sau gáy rách tả tơi. Tôi cố xếp lại những mẫu xương, máu và ốc chảy ra ướt đôi bao tay, hơi lạnh thấm qua làm tôi rụng mình thản thốt. Tôi khâu vết thương đằng sau gáy, sửa cho khuôn mặt bớt méo. Dần già đã thấy lại được đường nét quen thuộc của xanh. Đôi mắt tôi bỗng nhạt nhòa, lòng bồi hồi thương tiếc. Mới hôm nào chúng tôi còn bơi lội trong dòng sông Trà Khúc, chiếc quần tắm màu nâu, có lẽ là kỹ vật thương yêu nhất nên xanh mặt vào người trước khi ra trận. Kéo tắm vải trắng phủ qua mặt xanh, tôi bước ra khỏi phòng. Trời đã gần sáng, những vì sao đêm chỉ còn rất lưa thưa. Y sĩ thiếu tá võ thương. Y sĩ trưởng bệnh viện một giả chiến, 1965-1969. Tam kỳ tháng giêng năm mậu dần. Tôn thất soạn. Tiếp theo chương trình, mời quý vị nghe hồi ký. Vùng sôi đậu. Tác giả, Mỹ Linh. Công tác xây cất trường tiểu học sao mai tại làng Hà Bằng được thành công nhanh chóng là nhờ sự hiện diện của đoàn quân tăng cường cho đồn ti hạ sở dĩ nhiều người khẳng định như vậy là vì trước khi đơn vị tăng cường cho đồn ti hạ được chuyển đến đây tuy có đồn nghĩa quân nơi đều quảng câu mọi công trình kiến tạo của chính phủ việt nam cộng hòa đều bị phá hoại trước lễ khánh thành trường sao mai hội đồng xã tận dụng được một số nhân công tình nguyện để trang hoàng khuôn viên ngôi trường nhóm người này ghép gỗ thành một kháng đài giả chiến nhóm người kia chặt lá dừa xén lại cho gọn bọc chung quanh mấy trụ gỗ cho có vẻ tươi mát nhóm người nọ treo cờ giăng dây điện để cắm micro nhóm người khác đem băng ngồi của học trò sắp ngay ngắn trước kháng đại để hôm khánh thành quan khách và phu huynh học sinh ngồi sáng sớm của ngày khánh thành trường sao mai nơi mái hiên các cô giáo duyên dáng trong những chiếc áo dài tha thước các thầy giáo mặc quần đậm màu áo dài tay gài nút ở cổ tay và thắt cà vạt vài thầy hướng dẫn toán học sinh vào giàn chào, dọc theo lối vào từ cổng trường. Vài thầy lăng xăng giật lại bài quốc ca cho toán học sinh phụ trách hành lễ, ngay cột cờ, giữa sân. Trên gương mặt của mỗi người như toát ra sư vui tươi, trang trọng mà từ lâu lắm người dân tại làng Hà Bằng Hằng mong đợi. Khoảng 9 giờ, dân chúng trong làng đều quần áo chỉnh tề, cùng nhau đến trường sao mai dự buổi lễ quan trọng một số nông dân vẫn ra đồng ra rẫy làm công việc thường lệ riêng thêm và đứa em trai viện lý do là ngày dỗ không tham dự lễ khánh thành nhân ngày dỗ thêm mời người yêu tên duệ hiệu thính viên của đại úy phong chỉ huy trưởng đoàn quân tăng phái cho đồn ti hạ đến nhà ăn dỗ duệ từ chối vì biết ngày đó phong bận đón phái đoàn của ông quận trưởng đến dự lễ thêm năn nỉ rồi giận hờn làm cho duệ khó xử duệ đành xin phép phong nhận thấy buổi lễ dự trù kéo dài khoảng một tiếng đồng hồ không có gì quan trọng phải cần đến hiệu thính viên nếu trường hợp khẩn cấp phong có thể dùng máy truyền tin của ông quận trưởng phong cho phép duệ vào làng dự đám dỗ khi duệ vừa qua khỏi hàng rào bông bụt thì nghe tiếng em trai út của thêm hát các anh đi đến bao giờ trở lại các anh về tưng bừng trước ngõ. Lớp lớp đàn em hớn hở theo sau. Mẹ già bình rịnh áo nâu. Vui đàn con ở rừng sâu mới về. Dù là một người không chơi nhạc, Duệ cũng thoáng giật mình vì câu đàn con ở rừng sâu mới về. Duệ tự hỏi đàn con nào mà ở rừng sâu, chỉ có đàn con địch mới ở rừng sâu, hơi khó chịu trong lòng. Duệ chưa kịp đến hỏi đứa bé thì thêm xuất hiện, niềm nở chào hỏi và mời Duệ vào nhà duệ hỏi hai bác đâu thêm đáp ba má của thêm phải đi xuống đầm ô loan mua lát về dệt chiếu gấp duệ chẳng để ý miễn được gặp và ăn cơm cùng người yêu là duệ vui trong lòng trong khi duệ chia sẻ những giây phút ấm cúng với thêm thì trước sân trường sao mai dân làng tề tựu rất đông các bô lão mặc áo dài đen đội khăn đóng được mời ngồi nơi hàng ghế đầu tiên chiếc díp luồn và một chiếc đót gơ chở lính hộ tống dừng lại bên lề quốc lộ. Toán lính hộ tống từ chiếc đót gơ nhảy xuống. Ông quận trưởng và Phong được ông quận trưởng ưu ái ghé đồn ti hạ đón, đưa đến nơi hành lễ từ chiếc xe jeep bước xuống trong khi quý vị trong ban tổ chức từ trong trường đi nhanh ra cổng, đón tiếp hai vị thường khách. Khi ông quận trưởng phong cùng toán binh sĩ theo đại diện của ban tổ chức vào nơi hành lễ thì mọi đôi mắt chăm chú nhìn theo. Trong lòng mỗi người dân hiện diện tại buổi lễ đều nảy sinh mỗi ý nghĩ khác nhau. Người thì thở dài, thầm ước, phải chi con trai của họ đi lính Cộng Hòa thì sẽ được sống tự do, ăn mặc tương tất, oai phong chứ không phải sống chui rút, rách rưới nơi xó xỉnh, hầm cống nào đó, thỉnh thoảng mới lẻn về xin gạo, xin tiền, kẻ thì thầm tiếc, phải chi đơn vị của phong về đây sớm hơn chắc chắn đồn nghĩa quân đã không bị địch dùng chiến thuật biển người đánh úp để con của họ phải chết có người lại buồn vì từ ngày đồn ti hạ được thành lập và nhất là từ ngày đơn vị của phong tăng phái cho đồn ti hạ thằng con của họ cứ trốn miết trong rừng không dám về sau phần nghi lễ thông thường ông hiệu trưởng trường sao mai đại diện ban tổ chức cảm tạ sự hiện diện của quan khách và đồng bào tiếp theo ông quận trưởng đại diện chính quyền ngỏ lời cùng đồng bào. Sau khi một vị bô lão nói lên cảm tưởng của dân làng đối với sự lưu tâm của chính phủ Việt Nam Cộng Hòa dành cho con em của làng Hà Bằng, một đại diện học sinh cũng lên kháng đài bày tỏ lòng biết ơn và niềm tin tưởng tốt đẹp của các em vào chính thể quốc gia. Người cuối cùng được ban tổ chức mời lên kháng đài là Đại úy Phong. Phong được giới thiệu như là một người đã đem yên bình cho thôn làng, người được cảm tình của hầu hết dân làng và quan trọng hơn cả chính phong chủ sướng và đề nghị lên quận về công tác thiết yếu để xây trường sao mai. Ngoài ra, phong còn liên lạc với đại úy cố vấn cũ Gary Cạc, hiện là cố vấn cho ông quận trưởng để xin xi măng, tôn và các vật dụng xây cất. Đây không phải là lần đầu tiên phong xuất hiện trước đám đông, cũng không phải là lần đầu tiên chàng ban huấn từ, nhưng tại sao lần này phong cảm thấy xúc động là thường? nhìn quanh, phong thấy như gốc chuối này, bờ tre nọ, khóm sậy đông đưa, bụi cam đường hoàng trái, khóm lan leo tím nhạt bên bờ rào thưa, vẫn còn vương vấn bóng dáng thằng bé đầu cá trê. Danh từ đầu cá trê được dân làng dùng cho những đứa bé Vì gia đình đơn chiếc và nghèo quá Suốt ngày mẹ phải bỏ đứa bé nằm trong một cái thúng Gánh theo để đi móc lúa Móc khoai hoặc bán dạo những thứ vặt vảnh như kẹo thèo lèo Đậu phộng rang, ổi, vì vậy đầu của đứa bé bị dẹp ở phía sau trông giống đầu cá trê người dân làng hà bằng không thể nào tìm thấy vết tích của thằng bé đầu cá trê năm xưa qua nhân dáng vạm vỡ đạo mạo và thái độ lịch lãm của phong nhưng quanh đây nhìn đâu phong cũng tưởng như thấy lại cu phong với những trưa làng thang dưới gốc phong đồng rình bắn mấy con chim sẻ với chiếc ná bằng dây thun những buổi chiều chơi u mọi dưới bóng cây đa già những buổi sáng với đôi bàn chân cáu bẩn, đầy ghẻ bước nhẹ nhẹ. Rón rén trên khóm đá cụi im lìm bên con suối cạn để bắt mấy con chuồng chuồng kim. Không ai có thể tìm lại để sống với quá khứ của mình. Nhưng, tại Hà Bằng, Phong đã tìm lại được chàng. Từ lúc tìm lại được chính mình, Phong cảm thấy thương yêu mảnh đất này như thương yêu tuổi thơ đã mất. Và Phong thầm nguyện sẽ bảo vệ an ninh tuyệt đối cho ngôi làng này. Ý tưởng của Phong vừa đến đây và bước chân của Phong còn cách micro một khoảng ngắn thì nhiều và rất nhiều trái đạn pháo kích của địch rơi ngay địa điểm Khánh Thành trường tiểu học sao mai. Phong quỳ xuống. Trong cảnh hỗn loạn của đạn rơi, của tiếng nổ, của tiếng la khóc, của bụi đất và mảnh đạn bay mịt mờ, Phong không hiểu tại sao chàng không thể gượng dậy được. Trước khi chìm vào hôn mê, Phong tưởng như chàng thấy rõ hình ảnh cu Phong đứng chàng hẳn, giăng hai tay ngang cửa, không cho cán bộ lục vào nhà trong số những cán bộ cao cấp cùng đơn vị với ông thưởng bố của cu phong đến nhà học pháp văn do ông thưởng dạy cu phong không hề thấy lục nhưng mỗi khi ông thưởng đi công tác thì lục lại đến thăm bà thưởng lần nào cũng vậy lục mặc quân phục màu cất ngựa bên hông đeo súng lục chân mang dép bình trị thiên và cởi ngựa chứ không đi xe đạp hoặc đi bộ như ông thưởng và các đồng chí cùng đơn vị với ông thưởng sau khi vào sân nhà bà thưởng, lục xuống ngựa, cột dây cương vào gốc tre trước nhà rồi thông thả đi vào. Thấy cu phong vẫn trong tư thế đứng chàng hãng ngang cửa chứ không né tránh, lục gọi, chị thưởng ơi, bà thưởng từ bếp chạy ra, dạ, chào cán bộ. Ông nhà tôi không có ở nhà. Lục cười, biết rồi. Chị khỏe chứ, tôi muốn ghé thăm chị. Trước khi bà thưởng kịp đáp lời lục, Cú Phong nhìn thẳng cán bộ, hỏi, ba tôi hỏng có ở nhà mà sao bác cứ tới thăm má tôi hoài dậy, đã bị Cú Phong cản trở nhiều lần. Lần này, lục chuẩn bị trước, lấy từ túi quần viên đường thẻ màu nâu đậm, gói trong lá chuối, trao cho Cu Phong, hôm nay bác có cái này, ngon lắm, cháu cầm đi. Cu Phong nghênh mặt, hỏng thèm, mẹ xoa tóc Cu Phong, con phải trả lời bác một cách lễ độ. Cu Phong uất quá, hòa lên khóc, bà thưởng không xuống ông con hôn con như thầm cảm ơn con trong khi lục hơi chần chừ một chốc rồi quay gót đến bên con ngựa con ngựa đưa lục đi xa nhưng hệ lụy do lục để lại thì không thể nào ông bà thưởng và cả cu phong có thể ngờ được ông thưởng bị thuyên chuyển lên chùa lầu một vùng núi thâm u chỉ dành riêng cho những nhân vật thiếu tinh thần giác ngộ vì chùa lầu là nơi chó ăn đá gà ăn muối cho nên chỉ có ngôi chùa cổ cạnh con suối cạn Sư trụ trì là ni sư Mẫu Đơn. Ni sư Mẫu Đơn phải tình nguyện ủng hộ chánh điện để bộ đội cư ngụ và phục vụ, còn ni sư Mẫu Đơn và các ni cô khác phải dọn dẹp hậu liêu rồi thỉnh tượng Phật xuống thờ nơi hậu liêu. Vì điều kiện sinh sống ở vùng núi quá khó khăn, đồng chí nào đem theo vợ con thì tự tìm cây rừng và tranh để dựng lên những túp lều trống trước hở sau. Trong thời gian chờ dựng lều tranh, gia đình Cu Phong được ni sư mẫu đơn cho tá túc dưới mái hậu liêu. Cu Phong theo ông thưởng chặt cây rừng, gặt tranh để dựng lều. Lều chưa dựng xong, ông thưởng phải đi công tác xa. Bà thưởng trong em gái của Cu Phong. Cu Phong lén bà thưởng âm thầm đi gặt tranh. Đến tối vẫn không thấy Cu Phong về, bà thưởng bế em bé đi quanh chùa, vừa khóc vừa gọi tên Phong. Đến khuya, vẫn nghe tiếng gọi đã khàn của người mẹ mất con các đồng chí từ chánh điện quát có im đi để người ta ngủ hay không bà thưởng vẫn gào khóc các đồng chí làm ơn tìm giùm con tôi một giọng vang lên ai đồng chí với chị toàn dân vùng lên chống thực dân pháp mà vợ chồng chị cứ dạy con học tiếng tây thế mà đòi là đồng chí với chúng tôi à chợt nhớ từ khi tản cư đến hà bằng bà thưởng đã nghe đồn chùa lầu và đèo quảng câu là hai nơi cọc nhiều nhất bà thưởng vang lơn, các ông tìm giúp con tôi chứ ở đây cọc nhiều lắm. Không nghe trả lời, bà thưởng thất vọng, trở về hậu lưu khi tiếng niệm kinh của các ni cô cũng vừa dứt. Ni sư mẫu đơn bước ra sân, thấy bà thưởng đang khóc ngất trong khi đứa bé gái ngủ say trong lòng mẹ. Ni sư mẫu đơn hỏi nguyên nhân. Sau khi biết nguyên nhân, Ni sư mẫu đơn đưa mẹ con bà thưởng vào hậu lưu và dặn bà thưởng không được ra ngoài. Ni sư mẫu đơn cùng các ni cô thắp bốn ngọn đèn lồng, cầm theo dây dừa, gậy gộc và một phèn la. Ni sư mẫu đơn cùng các ni cô vừa rời hậu lưu một tí, bà thưởng nghe tiếng phèn la vang lên cùng tiếng la hét của những người con của Phật đã quen chống chọi với thiên nhiên để tồn tại. Lúc này bà thưởng mới nghĩ, có lẽ tiếng phèn la và tiếng la hét là để dọa cho cọp sợ. Đi dọc con suối cạn, không thấy dấu vết gì lạ, ni sư mẫu đơn chợt nhớ giếng lạng giếng cạn không xây thành gần vườn xoài ni sư mẫu đơn vội ra dấu cho nhóm ni cô theo ni sư trẻ phải đi lên vườn xoài đến vườn xoài ni sư mẫu đơn ra dấu im lặng đang vạch cỏ và tranh để bước đi cả nhóm người cùng nghe tiếng kêu khóc văng vẳng ni sư mẫu đơn ra dấu cho nhóm ni cô tiến về giếng lạng đã bị tranh phủ đây càng đến gần giếng lạng tiếng khóc la nghe đã khàn hẳn. Sau khi ra dấu cho các ni cô cẩn thận và đứng xa bờ giếng, ni sư mẫu đơn một tay vin vào cành xoài, một tay thòng đèn lồng khỏi bờ giếng, hỏi lớn, có ai dưới đó không? Tiếng cu phong khóc quà, dạ, con, cứu dùm con. Được ni sư mẫu đơn và nhóm ni cô thòng dây dừa, kéo lên khỏi miệng giếng, người cu phong tái ngắt và rung lập cặp nhớ ơn cứu tử ngày xưa và cũng vì tình hình quân sự tại chùa lầu rất căng thẳng, sau khi đem đơn vị đến tăng cường cho đồn ti hạ, phong tổ chức cuộc hành quân truy lùng toàn vùng Hà Bằng và chùa lầu. Đến chùa lầu, phong gặp lại ni sư mẫu đơn. Ni sư mẫu đơn vẫn nhớ từng chi tiết. Chính lúc đó ni sư mẫu đơn mới cho phong biết rằng, ông bà thưởng đã khuyên ni sư mẫu đơn nên cùng gia đình ông bà thưởng trốn về thành, nhưng ni sư không thuận đã không thuận mà Ni Sư cũng không hề tiết lộ cho bất cứ ai về việc gia đình Phong trốn về lại vùng tạm chiếm. Trong khi tâm trí của Phong cứ miên man chìm vào quá khứ thì duệ chạy như bay khi được tin địch pháo kích ngay vào buổi lễ khánh thành trường sao mai. Chiếc xe lam chạy cùng chiều với duệ dừng lại. Bác sáu nhỏ, chủ và lái xe lam chậm ra, hỏi. Tụi nó pháo kích ở đâu vậy? Nhận ra người dân làng tốt bụng, duệ thở gấp. Tụi nó pháo vô chỗ khánh thành trường sao mai. Bác cho tôi quá gian tới đó dùng. Vì vội vàng và cũng vì biết bác sáu nhỏ lúc nào cũng cho lính Cộng Hòa quá gian mà không nhận tiền đến nơi, Duệ không kịp cảm ơn bác sáu nhỏ, vội chạy vào tìm phong. Nhìn hiện trường la liệt xác thường dân và trẻ em, Duệ uất đến lặng người, trong đời lính, thấy biết bao xác người, bạn có, thù có, nhưng toàn là những người có liên hệ trực tiếp đến cuộc chiến cho nên trong lòng duệ chỉ thương tiếc, ngậm ngùi, ngào ngán chứ không có cái ghê tởm, uất nghẹn như bây giờ. Đang phụ khiên xác chết của một bé trai gom chung một chỗ với những xác chết khác, Duệ bị thiếu úy cảnh người vừa đem quân từ đồn ti hạ đến vỗ vai. Ổng đâu, mày? Ý, chết tôi, bị thấy con nít chết nhiều quá, tôi nổi sùng, tôi rối trí, quên ổng luôn cảnh và duệ đi nhanh đến chỗ đông người và thấy ông quận trưởng bị thương nhẹ đang tựa vào gốc cây bàn để được chăm sóc phong nằm im trên đất với đôi chân bê bết máu và được kẹp bằng hai thanh tre nhỏ duệ và cảnh cùng không xuống sờ vào ngực phong thấy nhịp tim vẫn đập nhưng yếu thấy phong hé mắt duệ hỏi ông thầy ông thầy biết em là ai không biết duệ dạ ông thầy làm em teo quá em cứ sợ dại nghe tiếng trực thăng văng vẳng xa xa cảnh và duệ đều thầm mừng vì nghĩ rằng văn phòng quận đã biết tin và gọi trực thăng tải thương sau khi thăm viếng vấn an đại úy cố vấn gary cạt bắt tay cứu từ ông quận trưởng gary vừa xoay lưng ông quận trưởng chợt nhớ vội gọi gary gary quay lại vâng ông quận trưởng tiếp anh nhớ đại úy phong mà cách nay vài tháng đã xin dụng cụ xây cất để xây trường sao mai không vâng hồi trước phong cùng trong lực lượng đặc biệt với tôi đúng rồi phong cũng bị thương cùng lần với tôi vậy sao hiện tại phong như thế nào đang điều trị tại đâu cũng điều trị tại bệnh viện này cách phòng tôi khoảng vài phòng tiếc rằng tôi không nhớ số phòng tôi sẽ tìm phong cảm ơn giữ gìn sức khỏe. Gary vừa đi chậm chậm vừa nhìn vào từng phòng. Đến phòng số 9 Gary nhận ra Phong ngay. Hai người xúc động, nắm tay nhau thật lâu. Phong cười, mai mỉa. Gary thấy không, tôi đúng là đi sông đi biển không chết, về nhà sụp lỗ chân trâu. Vừa nhìn đôi chân của Phong được băng bột, trở nên to, cứng và sạm màu, Gary, tay phải vẫn nắm tay Phong, đưa tay trái vỗ vỗ lên tay Phong. Bạn là con hổ dũng mãnh, đừng lo. Phong cười, chưa kịp nói gì thì Phong chợt cảm thấy như đang bị say sóng, nghe tiếng u u bên tai và hơi nóng hừng hực nơi cổ. Thái độ của Phong và hơi nóng hâm hấp từ cơ thể của Phong lan qua bàn tay của Gary khiến Gary lo ngại, nói với cảnh và duệ. Nắm tay Phong, tôi biết Phong đang bị sốt nhiệt độ cao có thể vết thương đã nhiễm trùng hai bạn nghĩ mình có nên đưa phong ra tàu bệnh viện của đệ thất hạm đội để chữa trị hay không duệ nhìn cảnh vì duệ chẳng hiểu gì cảnh đáp lời gary sorry tôi không dám có ý kiến trong việc này vì việc này thuộc phạm vi chuyên môn của các bác sĩ thuộc quân y viện này thôi được tôi sẽ hỏi ý kiến phong nếu phong đồng ý tôi sẽ can thiệp bằng mọi cách. Gary không xuống gần tai Phong, gọi nhỏ. Phong, tỉnh dậy đi, Phong, tỉnh dậy đi, Phong. Nghe gọi, Phong cố mở mắt. Rất trầm tĩnh, Gary hỏi từng tiếng. Phong, anh tỉnh chưa, anh nghe tôi rõ không, tôi có một việc hệ trọng, muốn hỏi anh. Anh tỉnh chưa? Phong nhìn Gary, môi cười méo xệch có gì quan trọng quá vậy, Gary? Tôi muốn đưa anh ra tàu bệnh viện của đệ thất hạm đội nhờ chữa trị. Anh nghĩ thế nào? Phong giật mình, tỉnh hẳn, không ngờ Gary dành cho chàng nhiều ưu ái đến như vậy. Trong khi mọi người đang chờ sự quyết định của chàng thì Phong nhớ lại, trong lần đầu tiên đưa quân càng quét vùng Hà Bằng, chùa lầu và biết mắt của Ni Sư Mẫu Đơn bị lòa, Phong đã thầm nguyện sẽ gặp lại Ni Sư Mẫu Đơn và sẽ tìm phương tiện giúp Ni Sư chữa bệnh mắt. Bây giờ, nghe những lời chân thành của Gary, Phong biết điều khấn nguyện của chàng đang trở thành hiện thực. Phong đáp lời Gary với giọng đầy xúc động. Không ngờ Gary tốt với tôi đến như vậy, tôi xin ghi ơn bạn suốt đời. Có điều, tôi xin Gary hãy giúp đỡ một người thiếu phương tiện hơn tôi người ấy rất xứng đáng nhận đặc ân của bạn xin bạn hãy giúp người ấy gary ngạc nhiên nhìn phong phong anh thật là lạ anh bị thương nặng vết thương đang làm độc tôi ngại bác sĩ ở đây không đủ dụng cụ thuốc men rồi anh sẽ mất đôi chân vậy mà anh lại từ chối để nhường cho người khác tại sao phong nhìn vào mắt gary trong ánh nhìn đó gary đọc được tất cả sự khẩn khoản của phong nếu gary có lòng giúp tôi thì xin gary giúp người ấy tôi ở đây có bác sĩ vả lại bạn nhớ rằng tôi sẽ không chết vì lỗ chân trâu đâu người ấy là ai cha mẹ vợ con của bạn phải không không người này không họ hàng gì với tôi anh nói gì không họ hàng với anh mà tại sao anh lo cho người đó hơn là lo cho anh người ấy cũng như mẹ tôi vì người ấy đã cứu tôi thoát chết khi tôi còn bé người ấy là một ni sư gary lặp lại nho nhỏ một ni sư giọng của phong trở nên khẩn thiết vô cùng gary làm ơn cứu ni sư Tôi thề sẽ làm tất cả những gì Gary muốn để Gary giúp Ni Sư thấy được ánh sáng mặt trời. Bà ấy bị mù à? Chưa mù hẳn, nhưng nếu Gary không giúp thì bà sẽ. Gary nhíu mày, ra vẻ khó nghĩ vừa khi bác sáu nhỏ đến thăm Phong. Thấy nét mặt mọi người quanh Phong đều có vẻ nghiêm trọng, bác sáu nhỏ lặng lẽ đến bên Duệ. Phong tiếp, Kỹ thuật giải phẫu mắt tại Việt Nam còn phôi thai lắm, Gary ạ. À, hơn nữa, cuộc đời của một ni sư thì làm thế nào bà ấy có tài chánh để trang trải cho cuộc giải phẫu tốn kém như vậy? Polly, Gary. Phong đưa tên họ và địa chỉ của ni sư cho tôi. Tôi không dám hứa gì cả. Tôi sẽ cố gắng trong khả năng của tôi. Gary cười, vỗ vỗ vào vai Phong. Phong bảo cảnh viết vào mảnh giấy nhỏ, ni sư mẫu đơn, chùa lầu, hà bằng. Nhìn mảnh giấy, Gary ngạc nhiên. Sao không thấy tên đường và số nhà? Cảnh lên tiếng. Trời ơi, chùa lầu là ổ địch mà ai dám một mình lên đem ni sư đi, đại quý. Bây giờ Phong mới thấy sự hiện diện của bác Sáu nhỏ, vội vẫy mấy ngón tay. Chào bác Sáu. Cảm ơn bác đã đến thăm tôi. Chu cha, nhiều người muốn đi thăm đại úy lắm mà tôi hỏng dám cho đi. Tôi hỏng biết mình tôi có thăm đại úy được hay không mà chở cả đám rủi nổ hỏng cho vô thăm thì làm sao? Quay sang Gary, phong trở lại đề tài lúc nãy. Gary, nếu có người đưa Ni sư ra quy nhân, bạn nghĩ bạn có thể giúp Ni sư được không? Tôi sẽ cố gắng. Tôi sẽ liên lạc trực tiếp với anh về việc này xin đa tạ lòng nhân đạo của anh khi nào anh lo xong thủ tục giấy tờ xin cho tôi biết tôi sẽ nhờ người đưa ni sư đến quy nhơn nghỉ tạm tại nhà bà con của tôi rồi tôi sẽ liên lạc với anh cho anh địa chỉ của ni sư tại quy nhơn tốt bạn có thể tin tưởng rằng ước nguyện cao cả của bạn sẽ được đức chúa trợ giúp bây giờ tôi cần tên họ ngày tháng năm sinh của ni sư khi nào có những chi tiết cần thiết này, bạn liên lạc với tôi. Sau khi Gary từ giả, Phong nhìn bác sáu nhỏ. Bác sáu, có lẽ bác đã biết bệnh tình của Ni sư mẫu đơn rồi, phải không, bác? Dạ, biết. Nhờ bác lên chùa lầu thưa với Ni sư mẫu đơn là tôi cần biết ngày, tháng, năm và nơi sinh của Ni sư. Dạ, dễ mà. Tôi dân giả đi lên chùa lầu hỏng sao đâu để tôi lo. Cảm ơn bác. Sau này, bác có thể giúp đưa ni sư mẫu đơn từ chùa lầu xuống Hà Bằng, rồi bác đưa ni sư đến Quy Nhân, gửi ni sư ngụ tại nhà người bà con của tôi, mọi phí khoản tôi sẽ ứng trước hoặc hoàn lại cho bác, được không, bác Sáu? Cái gì chớ cái đó có gì khó khăn đâu, đại úy cứ tịnh dưỡng cho mau lành. Bất cứ lúc nào đại úy cần, cứ nói chú Duệ cho tôi hay thì mọi việc đều xong tiền nông mình tính sau, nhen, đại quý. Cảm ơn bác Sáu nhiều lắm, tôi sẽ không để bác Sáu thiệt thòi đâu. Thôi, chiều rồi bác Sáu, cảnh và duệ về đi. Trên đường đến chỗ xe lam đậu, bác Sáu nhỏ chợt nhớ một chi tiết lạ, vội hỏi duệ. Nè, chú duệ, chú là đệ tử của ổng. Tại sao hôm ổng bị thương chú không ở bên ổng mà chú lại chạy ngơ ngơ ngoài đường dậy? tại bữa đó cô thêm mời tôi ăn dỗ con thêm bà con với chú hả không phải thêm là bồ của tôi chú bồ với con thêm hả chết cha coi chừng nghe chú dạ sao bác sáu bữa đó nhà con thêm dỗ ai dường như tôi nghe thêm nói dỗ bà ngoại thì phải bác sáu nhỏ dừng bước nhìn duệ bà ngoại của con thêm còn sống sờ sờ đó mà ai nói với chú là dỗ bà ngoại của nó chú cẩn thận đừng để ông đại úy bị liên lụy nhen chú duệ hoang mang nhớ lại câu hát của thằng bé vui đàn con ở rừng sâu mới về và hôm đó duệ thấy một cụ bà lưng còng ngồi trên phản lặng lẽ têm trầu chứ không ăn cơm mà bữa cơm cũng chẳng có gì ra vẻ là bữa dỗ lại cũng chẳng thấy nhang đèn vàng bạc gì cả, mà bữa dỗ thì tại sao ba má của thêm lại đi mua lát dệt chiếu, duệ lại nhớ. Mỗi lần hai đứa hẹn nhau bên bụi dù dẻ hoặc bên gò mối, thêm cứ hỏi dò duệ, cái mấy gì mà anh cứ đeo trên lưng rồi nẩu nói ra, anh nói vô trong đó dậy, duệ tìm cách không đáp lời thêm. Bây giờ, nhận ra được nguyên nhân của sự việc, Duệ dù rất thương thêm cũng cảm thấy uất trong lòng vì chàng đã bị lợi dụng và lừa dối. Duệ chửi thề mẹ nó cảnh hỏi cái gì vậy duệ dạ không có gì thiếu úy đáp lời cảnh như vậy nhưng trong lòng duệ đã quyết định dứt tình với thêm duệ thầm nhủ sau khi phong xuất viện duệ sẽ trình bày mọi việc và xin phong cho chàng được thuyên chuyển đến đơn vị khác điệp mỹ linh tiếp theo chương trình mời quý vị nghe hồi ký chuyện hai người lính tác giả lê phi ô đơn vị tôi nhận được lệnh hoán chuyển vùng hoạt động với đơn vị bạn mấy ngày liên tiếp lo tu sửa hệ thống phòng thủ hôm nay rảnh rỗi tôi và trường rủ nhau vào câu lạc bộ uống cà phê một anh lính ngồi gần bên nói thưa hai ông thầy lính trẻ thường gọi cấp chỉ huy như thế Em thấy cách đây vài trăm thước trên đường xuống chợ có một quán cà phê. Cô chủ quán, đẹp ơi là đẹp. Anh ta vừa dứt lời là Trường vội hỏi ngay. Ê, Long, đẹp bằng bộ của thiếu úy phi, không mậy. Long cười cười không nói. Tánh thằng Trường là như thế. Hãy nghe tới gái là mắt nó sáng lên. Có lẽ tôi cũng giống nó ở điểm này. Tôi và Trường ở cùng xóm, thân nhau khi hai đứa còn con nít. Năm để ngủ trong lớp có cô bạn tên sương cả hai đứa tôi cùng mê nhưng khi thấy thằng trường đắm đuối quá nên tôi tự động rút lui nhường cho bạn tình yêu học trò thật ngớ ngẩn hai đứa gặp nhau chẳng biết nói gì ngoài các chuyện vớ vẩn như hỏi nhau mượn sách vở mấy ngày nghỉ ở nhà làm gì chỉ bấy nhiêu chuyện mà mỗi lần gặp nhau nói chuyện hàng giờ cũng không hết có hôm thằng trường trả cuốn vở cho sương hai đứa lỡ chạm tay nhau mặt thằng trường cứ nghệch ra còn sương thì cúi mặt xuống bàn suốt cả buổi học. Nhà tôi và trường cách nhà sương một con sông, nước chỉ sâu tới ngực. Người dân qua lại bằng đò, đến 08, không không giờ tối đò hết đưa, muốn qua sông chỉ có cách lội xuống nước. Thằng trường thường rủ tôi qua thăm sương, ban đêm trời tối ông, tôi đang ngần ngừ không biết phải qua sông bằng cách nào cho quần áo khỏi ướt. Thằng trường lôi tôi vào một bụi rậm, cả hai cởi hết quần áo và hai con nhộng bắt đầu lội sông. Qua bên kia sông, hai đứa lại mặc quần áo vào và tiếp tục đi đến nhà Sương. Chiến cuộc lan tràn đến tận làng quê của chúng tôi, gia đình Sương dọn lên Sài Gòn, trường và tôi hai đứa cũng theo gia đình mỗi đứa một nơi, rồi một hôm chúng tôi gặp lại nhau cùng một đơn vị. Sương thì trường không biết giờ này ở đâu, cuộc tình học trò, rồi xa, rồi quên sáng sớm còn đang ngủ thì trường đã dựng đầu tôi dậy e phi dậy uống cà phê mậy tôi cầu nhậu nhưng cũng nhảy xuống khỏi võng hai đứa tôi tà tạ đi xuống quán người đẹp quán lá thật xinh xắn nằm sâu trong vườn cau trên vách treo vài giỏ lan rừng cả hai đứa chọn cái bàn kê tận trong góc ở đây rất gần quầy tính tiền của cô hàng cà phê cô hàng nghe tiếng động khoác màn bước ra cả hai chúng tôi cùng choáng váng một thân hình eo thon trong chiếc áo bà ba bằng lụa tím gương mặt thanh tú dễ thương mái tóc dài buông xõa làm dáng nàng có vẻ lưu trai thưa hai ông dùng gì nghe chữ dùng tôi ngạc nhiên à thì ra cô nàng ở tỉnh thành nào dọn về đây chứ không phải dân địa phương giọng nói nhỏ nhẹ thật dễ thương cô cho xin hai ly cà phê đá hai đứa tôi nhìn quanh một vòng trong quán mắt tôi chạm vào hàng chữ viết cạnh bạn chúng tôi ngồi phận em bưng nước rửa ly kính xin quý khách đừng ghi sổ vàng quán nghèo có lẽ quán này có người ăn chịu rồi quịt luôn nên cô hàng mới viết như vậy tôi ghi thêm phía dưới mai vàng nở khắp thôn trang quán không bán thiếu tôi càng buồn hơn lính nghèo Ngồi một lát tôi để ý thấy thằng Trường cứ thỉnh thoảng liếc nhìn cô Hàng, anh chàng này có vẻ chịu đèn rồi. Bỗng nhiên thằng Trường khe khẽ hát. Gặp em trong quán nhỏ. Bên kia mưa sông dài. Tóc em vương màu mắt. Khi xuân về sớm mai. Tôi ngồi đang khói thuốc. Mưa. Giọng nó hay quá, lời nhạc như một bài thơ, cô Hàng cũng bị giọng hát thằng Trường lôi cuốn tiếng hát tiếp tục đều đều đời mình đâu dám hẹn mơ lại phút tương phùng giọng thiếu úy hay quá trâm chưa bao giờ nghe ai hát hay như vậy à thì ra cô hàng tên trâm tôi và thằng trường cùng la thầm như thế rồi từ đó thằng trường thường rủ tôi xuống quán uống cà phê đôi khi nó đi một mình mấy lúc gần đây nó đi một mình thường xuyên hơn tôi thương nó như anh em ruột nó chỉ có mẹ già và cô em nhỏ Nó thường tâm sự với tôi Mẹ tao muốn tao có vợ sớm để có cháu cho bà ấm Không có tao bà nhìn thấy cháu nội cũng như thấy tao Một hôm thằng Trường lôi tôi ra chỗ vắng Mặt có vẻ nghiêm trọng Nó nói Lâu nay tao giấu mày Vì khi nào chắc ăn Tao mới nói Ngập ngừng một lát nó tiếp Tao và Trâm yêu nhau Cách đây một tháng tao có hỏi ý kiến Trâm Và tao đã viết thư cho má tao Bà mừng rỡ Vô cùng sau cuộc hành quân này. Tao xin phép vài ngày về trước má tao xuống nhà trăm dạm hỏi, có thể chúng tao sẽ cưới nhau vào đầu xuân năm tới. Tôi ôm chặt hai vai bạn mình chia sẻ niềm hạnh phúc đang dân trào trong nó. Đơn vị tôi hành quân bước sang ngày thứ ba thì chạm nặng, địch quân cấp tiểu đoàn đang vây chặt chúng tôi vào giữa, thiệt hại của ta mỗi lúc một tăng. Chúng tôi cố thủ trên một ngọn đồi, qua hôm sau được hai tiểu đoàn bạn cứu viện địch bị đánh bật trở ra bỏ chạy quên mang theo xác của đồng bọn đại đội của tôi thiệt hại trung bình trong đó có hai sĩ quan bị thương nặng tôi lo lắng cho trường linh tính như báo cho tôi tin chẳng lành tôi gọi máy liên tục và cuối cùng được biết sĩ quan bị nặng nhất đó là trường một dáng người nằm im lìm như xác chết mặt tái nhợt máu nơi ngực vẫn còn rỉ ra Tôi hoảng hốt nhào lại quỳ xuống bên cạnh. Khi biết chắc đó là trường tôi hét lớn, xô ngã người y tá qua một bên và gọi tên trường rối rít. Một tay bịt chặt vết thương, một tay làm hô hấp nhân tạo, hai hàng nước mắt nhạt nhòa, tôi thẳng thốt gọi tên trường khang cả cổ họng. Bỗng nhiên trường khẽ cựa mình mắt từ từ mở, tôi mừng rỡ bật lên tiếng cười trong vỡ oà nước mắt. Môi trường mấp máy, Tôi cúi xuống kê tai sát vào miệng trường nhưng cũng không nghe được tiếng nói. Tay trường sờ soạn nơi ngực đầy máu và dừng lại nơi tấm thẻ bài. Miệng nó mấp máy gọi tên người yêu nhẹ như gió thoảng. Tôi hiểu ý, đưa tay gỡ nhẹ bớt một tấm thẻ bài dính máu bỏ vào túi áo giáp của mình. Trường mỉm cười rồi thở hắt ra. Đôi mắt mờ lệ, tôi đứng thẳng người đưa tay chào vĩnh biệt người bạn của mình. Có lẽ tao và Trâm sẽ cưới nhau vào đầu xuân năm tới mùa xuân sẽ mãi mãi không đến với mày và Trâm. Trường ơi! Về đến hậu cứ tôi ngủ vùi cho đến hôm sau, thay quân phục chỉnh tề, nhìn lại trong gương lần chót, tôi bước ra khỏi cổng đồn đi về hướng quán cà phê của Trâm. Trên đường đi tôi suy nghĩ miên man, không biết phải nói với Trâm như thế nào, phải khởi đầu ra sao, cổ họng tôi nghèn ngẹn, tội nghiệp cho Trâm quá. Trâm ơi! Khi nghe tiếng trăm tôi giật mình mới hay mình đã tới quán từ lúc nào. Anh Phi, anh về hồi nào vậy? Còn anh Trường đâu? Tôi bối rối. Lý Nhí trong cổ họng. Trường có chút việc sẽ tới sau. Trâm hơi biến sắc. Nghe mấy chị vợ lính nói đơn vị anh đụng nặng lắm phải không? Ờ, đụng nặng. À không, không nặng lắm. Tôi bước vội vào quán tới chỗ tôi và Trường thường hay ngồi. Trâm cho xin hai ly cà phê đá nghe hai ly cà phê mặt trâm tươi tỉnh trở lại mắt cứ nhìn ra ngõ như trong chờ trường nhìn chiếc ghế chỗ trường bỏ trống lòng tôi buồn vô hạn tiếng trầm làm tôi chợt tỉnh anh phi anh làm sao vậy trong anh hình như bệnh và trầm đưa tay ngăn tay tôi lại anh đừng khuấy nửa ly cà phê chưa bỏ đường Trâm xoay người đi vào trong vừa đi vừa nói để trâm vào trong lấy thuốc cảm cho anh đến bây giờ tôi mới biết được rằng Tôi không thể nào báo tin trường chết cho Trâm, tôi không đủ can đảm làm việc đó, không thể nào báo cái tin khủng khiếp đó, nó tàn nhẫn quá, tôi không thể nhẫn tâm giết chết cả niềm tin và hy vọng của một người con gái đáng thương như Trâm. Người tôi như run lên, trường ơi, mày tha thứ cho tao, tao không thể làm nổi ước nguyện của mày lúc lâm chung, tha thứ cho tao. Toàn thân tôi run rẩy, nghe tiếng bước chân của trâm đi lên tôi và cúi xuống cột lại dây dày để trâm không nhìn thấy cặp mắt đỏ hoe của tôi như chực khóc thuốc cảm đây anh uống đi tiếng trâm nhỏ nhẹ nghe như tiếng hát của trường đời mình đâu dám hẹn mơ lại phút tương phùng tiếng hát mượt mà của trường như lớn dần lớn dần cuối cùng như một khối thuốc nổ nặng ký nổ tung trong đầu tôi tan tác bi thương Tôi đứng bật dậy và như người chạy trốn, lão đảo bước ra khỏi quán vóc dáng siêu vẹo, bỏ lại sau lưng người con gái mắt tròn xoe ngơ ngác trông theo. Viết để tặng bạn tôi, cố trung úy Lê Đức Trường. Tặng những quá phụ chưa một lần lên xe hoa. Lê Phi Ô